Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 11 tại vùng Phố Trớt, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Lê Châu xin tường trình đến quý vị buổi họp mặt kỷ niệm 16 năm thành lập của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Hơn 500 đồng hương từ khắp các nơi vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã tụ họp về đây để chào mừng ngày sinh nhật của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi thấy là đại diện rất nhiều hội đoàn, hầu hết những nơi Đài Hải Ngoại có tiếng nói, chẳng hạn như Âu Châu, Úc Châu và toàn thế giới, Canada, tụ họp về đây trong một tinh thần rất là vui tươi, trong một bầu không khí rất là thân mật và cộng tác, để có thể là động viên, khuyến khích nhau tiếp tục phát triển đài mạnh mẽ hơn nữa. Kiều Lan xin được kính chào quý bậc trưởng thượng, quý đại diện cho các tôn giáo, quý vị chỉ chủ tịch, các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý vị đồng nghiệp ngành truyền thông báo chí, quý thân chủ quảng cáo, quý ân nhân và quý thính giả thân mến của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Tôi thì Thông Lương, là chủ tịch cộng đồng của Việt Nam, của tiểu bang New Mexico và đồng thời là phó chủ tịch nội vụ của cộng đồng liên bang Hoa Kỳ. Và chúng tôi còn được một cái trọng trách nữa, đó là giám đốc của Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại tại New Mexico. Đồng thời chúng tôi là cộng tác viên là trong chương trình Đố Vui Có Thưởng cũng như chương trình Kiến Thức Ngày Nay của Đài Việt Nam Hải Ngoại tại Trung ương. Tôi dạy Việt văn, cho nên về vấn đề kiến thức ngày nay chúng tôi sưu tầm rất là nhiều, cũng như chúng tôi chọn cái đề tài và đố vui có thưởng, là vì trong cái đố vui có thưởng tôi, chúng tôi là nó đố vui kiến thức chứ không phải đố vui về dân gian. Chúng tôi có thể giải thích cho quý vị những kiến thức mà chúng tôi đã hiểu biết được. Khi mà tôi gặp cái người trẻ Ngô Ngọc Hùng á, thì tôi rất là cảm động, tại vì anh nói là anh không có tiền nhiều, nhưng mà anh muốn là ở, tại vì lúc đó vùng Hoa Thịnh Đốn chưa có một cái đài phát thanh nào đấy mà mọi người đều muốn nghe cái đài phát thanh tiếng Việt giống như trên California vậy mà không có. Thì anh Hùng á, anh đã có một cái quyết định mà cho đến bây giờ khi nhắc lại tôi cũng vẫn thấy cảm động, là bán cái chiếc xe hơi của anh đi, với lại không có làm kỹ sư nữa mà tận tâm bỏ hết cái thời giờ vô để mà thiết lập lên cái founder, cái đài Việt Nam Hải Ngoại. Mặc dù BPS có chương trình riêng nhưng mà cũng không có thể nào so sánh được với Đài Việt Nam Hải Ngoại. Tại vì Đài Việt Nam Hải Ngoại không những có tính cách là toàn quốc mà có cách là international nữa, là toàn thế giới. Có những nơi mà văn phòng của BPS không thể nào đem thông tin đến cho những cái địa phương mà không có văn phòng. Chính vì vậy mà chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với Đài Việt Nam Hải Ngoại để bảo đảm là tất cả mọi người ở khắp mọi nơi có thể nhận được những cái quyền lợi giống như cái tin tức hữu ích liên quan đến cộng đồng của mình. Thủ đô của chúng ta, cộng đồng chúng ta có những cái đài phát thanh, thì Đài Việt Nam Hải Ngoại là một trong những đài đã giúp cộng đồng rất nhiều, để cho cộng đồng có tiếng nói, có những cái tin tức, có những cái thông báo mà cộng đồng cần phải đưa kịp thời cho đồng hương, thì đài đã giúp cho cộng đồng. Tôi xin chúc Tổng Giám đốc Kiều Loan và Đài Việt Nam Hải Ngoại lúc nào cũng thăng tiến, cần nhất thể là trong cái ban chủ biên biên tập là những người quốc gia mà những người đó cần phải đẩy mạnh cái đài cùng với kỹ thuật tối tân để mà làm sao cái tiếng nói của đồng hương chúng ta, người Việt về quốc gia lúc nào cũng được nghe đến và mọi người không nhận thật là mau lẹ. Bắt đầu rất xúc động, chờ đợi từ đêm mấy đêm hôm trước lên máy bay để được gặp quý thính giả, và ngày hôm nay khi đứng để làm điều hợp viên cho chương trình nữa thì đó là một cái điều hân hạnh. Có lẽ vì ban giám đốc giao cho Bắt Nâu làm điều hợp viên là bởi vì có lẽ tiếng nói của Bắt Nâu trên cái làn sóng với cái chương trình văn học nghệ thuật đem đến một cái lợi ích để duy trì cho cộng đồng Việt Nam về Việt ngữ và những cái điều sử của những thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, hội họa vân vân. Là một cộng tác viên của Đài Việt Nam Hải Ngoại thì cái việc đầu tiên là tôi phải cảm ơn Việt Nam Hải Ngoại là một cơ quan truyền thông đứng đắn đã dành cho chúng tôi một cái vinh dự để mà hợp tác, để nói lên tiếng nói của cá nhân chúng tôi và tiếng nói của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cái khát vọng đó phải được toàn thế giới lắng nghe. Và chúng tôi cũng cảm thấy rằng là cảm ơn những người mà đã gọi vào đài để mà chia sẻ những lúc mà chúng tôi lên nói những cái chương trình trên diễn đàn. Và hôm nay thì khắp các bàn ở đây gần cỡ 600 người. Và tôi gặp người nào với những nụ cười, với những ánh mắt, với những cảm tình. Và tôi xin cảm ơn những người đó đã dành cho Ngô Quốc Sĩ, dành cho Đài Việt Nam Hải Ngoại một cảm tình rất là nồng hậu.